mến chào tất cả quý vị đang quay trở lại với kênh Vina TV sáng ngày hôm nay nha. Quý vị thân mến, sáng hôm nay chúng ta quay trở lại một trong những quán bún măng vịt nổi tiếng tại Sài Gòn quý vị ấy. Ở đây là gần chợ Rạch Ông nha. Địa chỉ chính xác có gì chúng ta để ở trên màn hình này. Tại mấy năm trước chúng ta có chia sẻ gửi đến toàn thể quý vị rồi đó. Hôm nay có dịp đi về chợ Rạch Ông ghé lại bún măng vịt quay cho quý vị xem luôn. Bây giờ thì khách đang ngồi ăn rất là đông. Không gian hơi nhỏ nên quý vị đến ăn thì mình chịu khó chút xíu. Vịt ở đây thì cô chặt ra hết rồi, từng cái bộ phận chặt hết rồi. Anh chào cô nha. Rồi tới cái bô đó cho tôm thịt. Trước vô thân quay thì cô để ở trên cái khay, bây giờ cô có cái tủ kính đó. Chất lên. Nay mình bán tô bình thường là bao nhiêu rồi chị? 45 ngàn. 45 ngàn. Đùi là 55. Dạ. Yeah.
Măng quá trời măng. Đây một tô bình thường là 45.000, đùi là 55 quý vị nha. Bún măng vịt cô Dung. Cô tí làm cho con phần đùi đi nha con. Chỉ cần nhìn mặt là nhớ rồi. Này vừa măng tươi vừa măng khô luôn á. Cô con đây hả? Con chưa, con chưa. Dạ con chưa. Dạ làm cho con luôn cũng được. Rồi anh ơi, đậu xe bên đây giùm. Lớp nhà đây. Thế rồi, lấy thịt thấy em gái.
Đem ra cho về hai đất trước. Cảm ơn con. Dạ cảm ơn. Lâu lắm rồi mới ghé lại quán của cô Dung đó quý vị ha. 55.000 tô đùi. Cô ta lúc nào cũng thích ăn đùi không ạ? Ủa, cái này đùi phải không? À, phải rồi quý vị ạ. Trời ơi, nó thơm. Ở đây chúng ta thấy cô có mắm tươi với là mắm khô luôn quý vị ơi. Như cái này là mắm tươi phải nè. Còn cái vàng vàng này là mắm khô nè. Thơm quá là thơm luôn. Có huyết hả? Nó lại đặc biệt là huyết nếp. Nước thơm mùi mặn, béo. Có đục rồi. Thì ở đây có nhiều người quay rồi cũng như khách đông á, nên nói cô nói chuyện bình nước mà không có hỏi không nhiều được. Trời, nước mắm ngon, hơi cay mà ngon. Cái thịt nó mềm, nó thơm lắm vậy. Da nó mọc, da vịt nó mọc. Thơm lắm. Có thêm miếng gừng đó. Ăn ba trái bột chét. Dẻo kẹo luôn à. Rất nếp. Đặng nha. Rồi 2 ly luôn. Nãy anh chủ quán rồi. Anh có mời cô ta một ly trà đá rồi, bây giờ đem ra thêm một ly rau má nữa. Hai ly. Rồi quý vị, chắc có tạm dừng ở đây nha. Quý vị nào mà có đi đến quận 8 ngay chợ Rạch Ông thì quý vị có thể ghé buổi sáng lên ở đây ăn bún măng vịt của cô Dung nha. Một trong những bún măng vịt rất là nổi tiếng tại Sài Gòn. 45.000 một phần bình thường, 55.000 như tô phú thai, vậy là tô đùi. Hương vị ăn ok. Cái thịt nó thơm mềm ngọt, dày thịt lắm, nạc dày. Huyết nếp thì mềm dẻo. Măng thơm, thơm mùi măng. Tuyệt vời quý vị. Bye bye và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo nha. Quý vị đừng quên nhấn like, share, đăng ký kênh ủng hộ cho VinaTV. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.